Xin chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hiếuhiền.vn và mình là Inox. Trên tay Inox hiện tại đang là một sản phẩm Android TV Box mới của hãng Zido, vừa cho ra mắt vào tháng 6/2017 với tên gọi là Zido X7. Sau nhiều ngày mong đợi thì cái sản phẩm Zido X7 này đã lên kệ tại hai showroom của Hiếu Hiền. Vậy thì cái chiếc X7 này có gì đặc biệt mà lại được mong đợi như vậy? X7 được giới thiệu là một trong những mẫu Android TV Box được chạy hệ điều hành mới nhất của Google, hệ điều hành Android 7.1, hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị và mới mẻ hơn. Ngoài ra thì chiếc X7 này còn được trang bị khá là nhiều các tính năng cũng như là công nghệ mới. Thì bây giờ mời các bạn cùng Inox sẽ mở hộp bên trong chiếc X7 này có những gì. Vâng, đây là mẫu Android TV Box X7 của chúng ta. Về mặt trước thì các bạn có thể thấy được logo của hãng nằm ở trên góc trái này với logo là Zido. Ở bên đây thì các bạn có thể thấy tên của sản phẩm là X7. Ngoài ra các bạn có thể tìm thấy logo bảo hành chính hãng 2 năm 1 đổi 1 của Zido Việt Nam. Còn về mặt sau, các bạn có thể tìm thấy là cái số email ở đây dùng để check cái sản phẩm chính hãng ở trên website là Zido.vn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp xem bên trong cái sản phẩm ha. Rồi đây là thân của sản phẩm của chúng ta. Rồi ở đây thì có một cái remote điều khiển sử dụng pin ở ngoài đây. Chúng ta có một bộ adapter chui vuông như thế này. Nếu mà các bạn nào sử dụng không được chui vuông thì có cái đầu chuyển đổi từ chui vuông sang chui tròn. Các bạn chỉ cần gắn vô như thế này là xong. Đi kèm là một cái dây kết nối HDMI ở đây. Ở bên đây còn có một cuốn sổ tay hướng dẫn cho X7 với cái công dụng hướng dẫn đầy đủ ở trong đây. Đặc biệt ở đây thì các bạn có thể thấy là một cái phiếu bảo hành chính hãng 2 năm 1 đổi 1 của Zido Việt Nam. Rồi còn đây là phần thân của sản phẩm Zido X7 ha. Nó được gói gọn trong một cái túi nhựa bóng loáng như thế này. Cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà cầm ở trên tay thì nó là vuông vức, nhẹ và dễ chịu như thế này. Ở về mặt trước thì các bạn có thể thấy một cái miếng dán bảo vệ ở đây này. Một miếng dán bảo vệ các bạn có thể gỡ ra hay không thì tùy theo nhu cầu của chúng ta thôi. Còn ở trên đây thì nhìn vô các bạn có thể thấy được ở trung tâm của nó là một cái chữ một cái logo kèm theo một cái chữ Zido của hãng được đặt ở trong phía ở bên trong như thế này luôn, nổi bật trên cái nền đen của sản phẩm ha. Còn mặt dưới ở đây thì chúng ta có thể thấy là một cái khi mà các bạn bật lên á thì nó sẽ có một cái đèn báo hiệu tắt mở, cái đèn tín hiệu của sản phẩm. Ở mặt bên trái bên đây ha, thì chúng ta sẽ tìm thấy là hai cái cổng USB 2.0 dùng để các bạn kết nối với cái thiết bị ngoại vi ở bên ngoài. Kế bên nữa thì có là cái cổng thẻ nhớ SD. Mặt trên ở bên đây thì các bạn có thể thấy là rất nhiều cái cổng kết nối. Mình sẽ điểm sơ qua cho các bạn thấy được cái cổng đầu tiên là cổng nguồn DC5V này kết nối với lại bộ adapter của chúng ta. Ở bên đây thì có cổng AV dùng để kết nối với các loại thế hệ TV cũ ấy. Còn ở đây thì có cổng LAN kết nối mạng nè, cổng HDMI kết nối với dây cáp này ha, còn có cổng âm thanh quang nữa. Về mặt bên phải, cái máy hông bên phải thì chúng ta sẽ tìm thấy được là một cái cổng USB 3.0 kết nối dữ liệu tốc độ cao có thể là lên đến 5GHz. Về mặt sau ở đây thì rất đơn giản thôi, các bạn có thể thấy là mình có bốn cái góc này bằng nhựa để giữ cho sản phẩm được đứng rất là
thoải mái như thế này. Bên cạnh đó thì là một lần nữa chúng ta sẽ thấy được là cái số email ở đây để các bạn check cái sản phẩm chính hãng trên Zido.vn ha. Bây giờ thì xét về cấu hình ở bên trong, chiếc X7 này có giao diện hoàn toàn mới, thân thiện hơn với người dùng, dễ dàng cài đặt. Bên cạnh đó thì nó sử dụng là chiếc mới của Rockchip RK3328 cho hiệu suất hoạt động cao vượt trội hơn. CPU 4 nhân trên nền tảng là Cortex A53 cho tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, ứng dụng chạy mượt mà. Đặc điểm nổi bật nhất của con X7 này là chạy Android 7.1, phiên bản mới nhất của Google hỗ trợ cài đặt tất cả các ứng dụng, mang lại cho người dùng một trải nghiệm mới và thú vị hơn. Cũng cần phải nhắc đến là bộ nhớ RAM của nó là 2GB, cho phép các ứng dụng chạy mượt mà hơn. Bộ nhớ ROM là 8GB, cho bạn thoải mái cài đặt các ứng dụng cần thiết dùng trên Android TV Box. Các công nghệ mới cũng được thêm vào sản phẩm như là chiếc Wi-Fi Rockcom AB6255 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi AC mới nhất, chuẩn kết nối Bluetooth 4.1, cũng như là hỗ trợ đầy đủ các loại định dạng video hay là audio. Zido X7 là sản phẩm Android TV Box mới được thiết kế ấn tượng, sử dụng các công nghệ hiện đại và hứa hẹn sẽ mang lại một làn sóng mới trong thị trường Android TV Box đang rất là hot hiện nay. Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng bởi Zido Việt Nam, bảo hành 1 đổi 1 trong thời hạn 2 năm để người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Hiếu Hiền sẽ có những video trải nghiệm thực tế về sản phẩm Zido X7 này trong thời gian sắp tới, mời các bạn đón xem. Còn theo các bạn đánh giá thì chiếc Android TV Box X7 này như thế nào? Hãy để lại ý kiến comment ở bên dưới nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo tại hiếuhiền.vn. Bye bye!